vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Quân Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Quân Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Quân Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Con cưng của trời, sự thật cuộc đời, Giáp Thìn, sinh năm 1964, một đời tích đức, từ 61 tới 65 tuổi, được hưởng lộc trời, vận số xoay chiều, trúng mạnh phúc đức tiền quyển, phất lên giàu có ngoạn mục. Vâng thưa quý vị, tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, nhiều người than phiền với tử vi rằng, dù họ cố gắng chăm chỉ cày như trâu, như ngựa, mà cuộc sống cứ mãi bị cái đói khổ vây hãm, không có lối thoát. Từ thuở ấu thơ đã phải sống trong gia cảnh nghèo khó, nợ nần, chịu khổ mấy đời mấy kiếp cũng không hết. Đã vậy, đến khi bước ra ngoài xã hội, họ còn bị biết bao người lừa gạt, bóc lột, phản bội. Về đến nhà thì vợ chồng tối ngày lục đục, con cái lêu lỏng, không chịu học hành. Nguyên nhân sâu xa chỉ vì thiếu tiền, nhìn bạn bè cùng trang lứa ăn nên làm ra, coi lại mình vẫn long đong lận đận mà xót xa, cõi lòng, chẳng dám ngẩng mặt nhìn đời. Thế nhưng, họ cũng chẳng thể ngờ có ngày được các tinh chiếu mệnh, muốn gì được nấy, cuộc sống sung sướng như tiên, chỉ sau một đêm. Nếu nghe hết lời luận giải này, quý vị thân mến, trong phần luận giải tử vi chi tiết ngày hôm nay, Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý vị về vận trình, diễn biến cuộc đời của những người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, từ 61 đến 65 tuổi. Những may mắn, vận hạn, trên từng phương diện, qua từng khoảng thời gian, cách xung cát, tị hung, đón lành, tránh dữ, hóa giải vận đen, đón đầu may mắn, dành riêng cho bản mệnh. Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe lá số tử vi tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, từ 61 đến 65 tuổi, được giới tử vi luận giải bao gồm hiểu về quá khứ, cá tính, để biết tương lai của Giáp Thìn, tổng quan cuộc đời người tuổi Giáp Thìn trên các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên. Chi tiết vận trình của tuổi Giáp Thìn theo luận giải, ngày sinh tháng lịch âm, lời khuyên cải biến mệnh cho tuổi Giáp Thìn. Quý vị thân mến, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, thuộc tuổi con rồng. Rồng là con vật linh thiêng, có vị trí tối cao trong văn hóa truyền thống của dân tộc Việt. Rồng đại diện cho sức mạnh, quyền lực siêu nhiên, hội tụ đầy đủ những phẩm chất cao quý nhất của con người. Thời xưa, chỉ có vua chúa mới được so sánh với rồng, và tất cả chúng ta đều biết rồng là đại biểu của tuổi Thìn, được xếp vị trí thứ 5 trong 12 địa chi. Xét ở góc độ thời gian là khoảng từ 7 giờ đến 9 giờ, về phương vị là hướng đông, đông nam, nếu lấy 4 mùa để phân chia là vào khoảng tháng 4 dương lịch, tức tháng 3 âm lịch. Người tuổi Giáp Thìn sinh từ ngày 13 tháng 2 năm 1964 đến ngày mùng 1 tháng 2 năm 1965. Những người tuổi Thìn thường có tính cách vui vẻ, hoạt bát, thông minh và năng động. Họ có giác quan nhanh nhạy, biết phân biệt phải trái, đúng sai. Người tuổi rồng rất ngay thẳng, tuy nhiên đôi khi hơi kiêu ngạo và thiếu kiên nhẫn. Phụ nữ tuổi Thìn thường tự tin thái quá. Người tuổi Thìn rất ghét thói đạo đức giả, ngồi lê đôi mách. Họ là những người dũng cảm, kiên cường, không ngại khó khăn, không chịu dưới quyền người khác. Điểm mạnh của người tuổi Thìn là quyết đoán, hào hiệp, cao thượng, tinh tế, hoài bão và lãng mạn. Điểm yếu của người tuổi Thìn, lập dị, nóng nảy, cố chấp, không thực tế. Những người tuổi này họ có thể dùng linh vật phong thủy, đá phong thủy để thu hút vận may, thu hút tài lộc. Nhưng không phải ai cũng biết cách dùng hay dùng linh vật và đá phong thủy gì, màu sắc ra sao. Vì thế, chúng tôi viết bài viết nói về cẩm nang phong thủy tuổi Giáp Thìn 1964 để mọi người cùng tìm hiểu và có câu trả lời cho việc thu hút vận may tài lộc cho mình. Tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, thuộc mệnh hỏa, tức phúc đăng hỏa, dựa vào đặc tính của mệnh hỏa và quy luật tương sinh.
tương khắc của ngũ hành, mệnh hỏa hợp màu xanh lá cây, màu của hành mộc, được tương sinh, mộc sinh hỏa, và màu đỏ, cam, tím, màu của hành hỏa, được tương hợp, mệnh hỏa không hợp màu đen, xanh nước biển, thuộc hành thủy. Vì thủy khắc hỏa, mệnh hỏa cũng không hợp màu trắng, xám, thuộc hành kim, vì hỏa khắc kim. Ngoài ra, người mệnh hỏa cũng không nên chọn các màu như màu vàng, nâu đất, thuộc hành thổ, dễ bị suy yếu, vì hỏa sinh thổ. Quý vị thân mến, ông bà ta có câu, có thờ, có thiên, có kiên, có lành. Câu này hoàn toàn đúng với những cẩn thận trong việc xem ngày lành, tháng tốt, để khai trương. Nếu gia chủ là tuổi Giáp Thìn thì có thể chọn một trong những mốc thời gian sau để khai trương. Tháng 1, mùng 5 tháng Chạp, 12 tháng Chạp, 25 tháng Chạp âm lịch. Tháng 2, mùng 4 tháng Giêng, mùng 9 tháng Giêng, 15 tháng Giêng, 27 tháng Giêng âm lịch. Tháng 3, ngày 15 tháng 2, 27 tháng 2 âm lịch. Tháng 4, mùng 7 tháng 3, 12 tháng 3, 17 tháng 3, 25 tháng 3 âm lịch. Tháng 5, ngày 12 tháng 4, 26 tháng 4 tư mờ lịch. Tháng 6, mùng 6 tháng 5, 16 tháng 5, 27 tháng 5 âm lịch. Tháng 7, mùng 9 tháng 6, 20 tháng 6, 25 tháng 6 âm lịch. Tháng 8, mùng 4 tháng 7, 12 tháng 7, 16 tháng 7, 28 tháng 7 âm lịch. Tháng 9, ngày 10 tháng 8, 17 tháng 8, 25 tháng 8 âm lịch. Tháng 10, mùng 1 tháng 9, 12 tháng 9, 20 tháng 9, 26 tháng 9 âm lịch. Tháng 11, mùng 10 tháng 10, 15 tháng 10, 25 tháng 10 âm lịch. Tháng 12, mùng 8 tháng 11, 13 tháng 11, 24 tháng 11, 29 tháng 11 âm lịch. Con số may mắn của người tuổi Giáp Thìn là 1, 7 và 6. Con số không may mắn với người tuổi Giáp Thìn là số 9, 8 và 3. Tuổi Giáp Thìn hợp trồng cây thường xuân, cây phi yến, cây lan dạ hương, thạch anh hồng. Năng lượng của thạch anh hồng giúp tăng sự sáng tạo, mang lại cảm giác thư thái, đặc biệt cho những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật. Thạch anh tím tạo sự sảng khoái, tư duy sáng tạo, đặc biệt tốt cho người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Leonardo da Vinci đã từng nói năng lượng diệu kỳ của thạch anh tím giúp giải phóng con người ta khỏi giới hạn. Chúng giải phóng bộ não, kích thích sự sáng tạo và dẫn lối con người đến ánh sáng của chân lý Guinness Ngọc Hồng Lựu. Trong truyền thuyết của người Thổ, Guinness Ngọc Hồng Lựu là một trong bốn viên đá mà Chúa đã ban tặng cho vị vua của đế chế Salomon, linh vật và vật phẩm phong thủy cho tuổi Giáp Thìn 1964 là Phật Tổ Như Lai, Phật Di Lặc, Phổ Hiền Bồ Tát, Phật Bản Mệnh tuổi Thìn, Tỳ Hưu 12 con giáp, vòng tay phong thủy, thiềm thừ, cốc tài lộc, hướng tốt theo bát trạch, hướng tránh đông, chấn, được sinh khí, tham lam mộc tinh, hướng nhà, bàn thờ, giường ngủ, hướng cửa, phòng bếp, nam, đông, đông nam, nhà vệ sinh, bếp nấu, dậu, tân, càn, hợi. Chọn vợ, chồng hoặc đối tác làm ăn, thuộc đông tứ mệnh, nam Giáp Thìn, sinh năm 1964, sử dụng và bài trí các linh vật theo la bàn phong thủy để được may mắn và bình an. Về mặt sức khỏe, nên treo từ 3 đến 4 ngọn trường minh đăng, trồng một cây vạn niên thanh ở cung sinh khí và cung thiên y. Về mặt trí tuệ, đặt một bức tượng hoặc ảnh của Bồ Tát, tâm kinh, tháp văn xương 9 tầng theo hướng sao tốt. Về mặt công danh, sự nghiệp, nên đặt một quả cầu thủy tinh, ấn thăng quan theo hướng sao tốt. Về mặt tài lộc, đặt một con cóc vàng ba chân, thờ thần tài, treo một sâu tiền ngũ đế theo hướng sao tốt. Hướng tốt, hướng xấu, cho nữ Giáp Thìn 1964, nữ Giáp Thìn sinh năm 1964, có cung mệnh là càn, thuộc Tây Tứ Trạch. Mệnh nạp âm là phúc đăng hỏa, hướng tốt theo bát trạch, hướng Tây Bắc, càn, được phục vị, phù bậc thủy tinh, hướng Đông Bắc, cấn, được thiên y, cự môn thổ tinh, hướng Tây Nam, được phúc đức, vũ khúc kim tinh, hướng nhà, giường ngủ, cửa bếp, bàn thờ, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, nhà vệ sinh, bếp, ất. Chọn vợ, chồng hoặc đối tác làm ăn, thuộc Tây Tứ Mệnh. Sử dụng và bài trí các linh vật theo la bàn phong thủy để được may mắn và bình an.
Về mặt sức khỏe, đặt một bình hoa to trong phòng khách và phòng ngủ, treo các loại tranh ảnh hình chim hạc theo hướng sao tốt. Về mặt trí tuệ, đặt một bức tượng Phật Tâm Kinh theo hướng phúc đức, phục vị, hoặc đặt tháp văn xương theo hướng sao tốt. Về mặt công danh, sự nghiệp, đặt ấn quan bằng ngọc đẹp, treo một sâu tiền cổ hướng phúc đức, phục vị. Về mặt tài lộc, đặt một bể cá cảnh ở hướng tây nam, treo tranh sơn thủy. Thưa quý vị, tháng sinh có thể quyết định vận mệnh của mình không? Cùng xem vận mệnh người tuổi Giáp Thìn theo tháng sinh âm lịch ra sao nhé. Quý vị đang theo dõi video có nội dung Con cưng của trời. Sự thật cuộc đời, Giáp Thìn, sinh năm 1964, một đời tích đức, từ 61 tới 65 tuổi, được hưởng lộc trời, vận số xoay chiều, trúng mạnh phúc đức tiền quyển, phất lên giàu có ngoạn mục. Tháng Giêng, sinh ra vào tháng Giêng, những người này sở hữu trí thông minh hơn người cùng với lòng tham vọng lớn lao. Từ khi còn trẻ, họ đã ấp ủ những ước mơ, hoài bão lớn và luôn nỗ lực để biến ước mơ thành hiện thực. Tuy nhiên, con đường họ đi không hề dễ dàng. Họ thường gặp nhiều khó khăn, thử thách, đặc biệt là trong giai đoạn đầu khởi nghiệp. Để thành công, họ cần có sự kiên trì, nhẫn nại và không ngại gian khổ. Đồng thời, họ cũng cần học cách nắm bắt thời cơ và tìm kiếm sự trợ giúp từ những người thân yêu. Tháng 2, may mắn là điều luôn mỉm cười với những người sinh vào tháng 2. Họ được quý nhân phù trợ, giúp đỡ những lúc khó khăn và luôn gặp thuận lợi trong cuộc sống. Nhờ vậy, họ dễ dàng gặt hái được thành công, xây dựng sự nghiệp vững chắc và đạt được vị trí cao trong xã hội. Tuy nhiên, họ cũng cần lưu ý, không nên ỷ lại vào may mắn, mà cần nỗ lực hết mình và không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân. Tháng 3, thông minh, sắc sảo, tài năng xuất chúng. Những người sinh vào tháng 3 luôn có ý chí, quyết tâm cao độ và không ngừng nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình. Họ có khả năng lãnh đạo và dễ dàng thu hút mọi người xung quanh. Con đường sự nghiệp của họ rộng mở với nhiều cơ hội phát triển. Họ sẽ đạt được thành công như ý muốn và có cuộc sống sung túc, hạnh phúc. Càng về già, họ càng được hưởng nhiều may mắn. Tháng 4, sinh ra vào tháng 4, những người này mang trong mình trái tim nhân ái, bao dung và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Họ không ngại hy sinh bản thân vì những người mình yêu thương. Nhờ tính cách tốt bụng và lòng nhân ái, họ được mọi người yêu quý và tin tưởng. Họ cũng có vận may về tài lộc, công việc hanh thông, suôn sẻ và dễ dàng gặt hái được thành công trong sự nghiệp. Tháng 5, tính tình thẳng thắn, thật thà là điểm nổi bật của những người sinh vào tháng 5. Họ luôn sống thật với chính mình và được mọi người xung quanh đánh giá cao về sự chân thành, nhờ trí thông minh hơn người và khả năng làm việc hiệu quả. Họ dễ dàng đạt được thành công và gặt hái được nhiều danh tiếng trong xã hội. Họ có khả năng lãnh đạo và thường được mọi người tin tưởng, giao phó những trọng trách quan trọng. Tháng 6, kiên trì, nhẫn nại là những đức tính cần thiết để những người sinh vào tháng 6 thành công. Con đường họ đi không hề bằng phẳng, mà luôn gặp nhiều khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, họ không bao giờ bỏ cuộc mà luôn nỗ lực hết mình để vượt qua mọi chướng ngại vật. Nhờ sự kiên trì và không ngừng nỗ lực, họ sẽ gặt hái được thành công vang dội trong tương lai. Tháng 7, những người sinh vào tháng 7 mang trong mình nguồn năng lượng dồi dào, nhiệt huyết và đam mê cháy bỏng. Họ luôn nỗ lực hết mình trong mọi việc, dù là học tập, công việc hay các hoạt động khác. Nhờ sự chăm chỉ, kiên trì và quyết tâm cao độ, họ thường gặt hái được nhiều thành công mỹ mãn. Con đường sự nghiệp của họ thăng tiến nhanh chóng như diều gặp gió, và họ có khả năng đạt được vị trí cao trong lĩnh vực mình theo đuổi. Đặc biệt, nếu họ chọn theo đuổi con đường nghệ thuật, họ sẽ tỏa sáng rực rỡ và gặt hái được danh tiếng vang dội. Tháng 8, sinh ra vào tháng 8. Những người này sở hữu tính cách tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có khả năng giao tiếp tốt, dễ dàng kết bạn và tạo thiện cảm với mọi người. Nhờ vậy, họ luôn được mọi người yêu quý và tin tưởng. Trong công việc, họ phù hợp với những vị trí đòi hỏi khả năng giao tiếp và hợp tác nhóm. Họ cũng có đường tình duyên khá may mắn, thuận lợi và thường xây dựng được gia đình hạnh phúc viên mãn.
tháng 9, những người sinh vào tháng 9 mang trong mình trái tim bao dung, độ lượng và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người yếu thế. Họ có lòng nhân ái và luôn mong muốn mang lại điều tốt đẹp cho mọi người. Trong cuộc sống, họ thường gặp nhiều may mắn, thuận lợi và được quý nhân giúp đỡ khi gặp khó khăn. Nhờ bản tính chăm chỉ, kiên trì và có ý chí cầu tiến, họ gặt hái được nhiều thành công và xây dựng được sự nghiệp vững chắc. Tháng 10, sinh ra vào tháng 10, những người này sở hữu ý chí mạnh mẽ, tuy nhiên họ lại thiếu kiên trì và dễ dàng nản lòng trước khó khăn. Họ thường đặt ra nhiều mục tiêu lớn nhưng lại không có kế hoạch cụ thể để thực hiện, dẫn đến việc dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng. Do vậy, họ thường sống một cuộc đời an phận, bình yên và không có nhiều đột phá. Tháng 11, những người sinh vào tháng 11 thường có nhiều ước mơ, hoài bão và luôn muốn đạt được thành công. Tuy nhiên, họ lại thiếu khả năng phân tích, tính toán và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Điều này khiến họ gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện những mục tiêu của mình. Để thành công, họ cần học cách rút ra bài học kinh nghiệm từ những thất bại và không ngừng nỗ lực, trau dồi bản thân. Tháng 12. Cuối cùng, những người sinh vào tháng 12 thường gặp nhiều khó khăn và thử thách trong giai đoạn đầu cuộc đời. Tuy nhiên, họ là những người kiên trì, nhẫn nại và không bao giờ bỏ cuộc. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, họ sẽ vượt qua mọi khó khăn và gặt hái được thành công vang dội. Quý vị thân mến, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, thuộc mệnh Phú Đăng Hỏa, mang bản tính thông minh, sáng dạ, nhưng cũng hay gặp nhiều thử thách trong cuộc sống. Để thu hút tài lộc và gia tăng may mắn, người tuổi Giáp Thìn có thể áp dụng một số cách sau. Một, tận dụng ưu điểm bản mệnh, thông minh, sáng dạ. Tuổi Giáp Thìn 1964, mệnh Phú Đăng Hỏa, được trời phú cho trí tuệ nhạy bén, khả năng học hỏi nhanh chóng và tư duy sáng tạo. Họ có thể vận dụng những ưu điểm này để gặt hái thành công trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực đòi hỏi sự sáng tạo và tư duy logic, cần cù, siêng năng. Giáp Thìn 1964 là những người chăm chỉ, chịu khó và luôn nỗ lực hết mình trong mọi việc. Họ không ngại khó khăn, thử thách và luôn sẵn sàng học hỏi những điều mới. Nhờ những đức tính này, họ có thể gặt hái được nhiều thành tựu trong cuộc sống. 2. Vượt qua thử thách, khắc chế nóng giận. Giáp Thìn 1964, mệnh Hỏa, thường có tính cách nóng nảy, bộc trực. Họ dễ nổi nóng khi gặp chuyện không như ý muốn. Điều này có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ và công việc của họ. Để khắc chế tính nóng giận, họ cần học cách kiềm chế cảm xúc, bình tĩnh suy nghĩ trước khi hành động. Cân bằng âm dương, mệnh Hỏa đại diện cho năng lượng mạnh mẽ, bùng cháy. Do đó, Giáp Thìn 1964 cần chú ý cân bằng âm dương trong cuộc sống. Họ nên dành thời gian để thư giãn, nghỉ ngơi, tránh làm việc quá sức và cũng nên tham gia các hoạt động giúp giải tỏa căng thẳng như thiền định, yoga. 3. Bí quyết thu hút tài lộc, lựa chọn màu sắc hợp mệnh. Màu sắc hợp với mệnh Hỏa là màu đỏ, cam, vàng, tím. Do đó, Giáp Thìn 1964 nên sử dụng những màu sắc này trong trang phục, đồ dùng cá nhân, nhà cửa để thu hút tài lộc và may mắn. Sử dụng vật phẩm phong thủy. Một số vật phẩm phong thủy hợp với mệnh Hỏa như tỳ hưu, đá quý màu đỏ, cam, vàng có thể giúp Giáp Thìn 1964 gia tăng tài lộc và may mắn. Đặt bàn thờ thần tài. Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc. Do đó, việc đặt bàn thờ thần tài đúng cách sẽ giúp Giáp Thìn 1964 thu hút tài lộc và may mắn trong kinh doanh. 4. Gia tăng may mắn, nuôi dưỡng lòng nhân ái. Giáp Thìn 1964 nên thường xuyên giúp đỡ người khác làm việc thiện. Lòng nhân ái sẽ giúp họ tích lũy phúc đức, từ đó gia tăng may mắn trong cuộc sống, giữ gìn sự lạc quan. Thái độ lạc quan, tích cực sẽ giúp Giáp Thìn 1964 thu hút những điều tốt đẹp vào cuộc sống. Họ nên luôn giữ cho mình tinh thần vui vẻ, sảng khoái và tránh suy nghĩ tiêu cực, tôn trọng luật pháp. Giáp Thìn 1964 cần luôn tuân thủ pháp luật và tránh xa những hành vi vi phạm pháp luật. Việc sống đúng đắn, chuẩn mực
sẽ giúp họ gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Quý vị thân mến, phần cuối chương trình Tử Vi xin mời quý vị nán lại thêm ít phút cùng lắng nghe lời Phật dạy về sức khỏe để biết trân quý sinh mạng của mình hơn. Một không phải tiền bạc, không phải tình cảm, không phải công danh. Thứ quan trọng nhất với bạn chính là con người bạn. Có sức khỏe là có tất cả mọi thứ. Người khỏe mạnh, có trăm có ngàn điều muốn được thực hiện. Những người ốm yếu, không có sức khỏe thì chỉ có mong muốn duy nhất là khỏe mạnh mà thôi. 2. Cần yêu quý cuộc sống, trân trọng sức khỏe từng phút, từng giây mình đang sống trên đời. Hãy sống có ý nghĩa, sống theo mong muốn của bản thân, vì sức khỏe không chờ đợi ai, cũng không thể mua bán hay xin xỏ. Đừng chờ tới khi tuổi già sức yếu mới thấy trân trọng sự sống. Hãy tận hưởng cuộc sống này ngay khi có thể. 3. Đạo Phật nói về chăm sóc sức khỏe như thế nào? Theo lời Phật dạy về sức khỏe thì bệnh tật sinh ra đều có nguyên do của nó, chẳng có gì là ngẫu nhiên. Sức khỏe và bệnh tật là mối duyên khởi, nhưng không hẳn là định mệnh. Bệnh nặng hay nhẹ là do ở đời chúng ta đã gieo nhân thiện ác khác nhau. 4. Tương lai chúng ta sẽ tốt đẹp hay u tối phụ thuộc vào hành động trong quá khứ và hiện tại của chính chúng ta. Gieo nhân nào thì gặp quả ấy, gieo nhân vô tình thì gặp quả vô tình, gieo nhân cố ý thì gặp quả cố ý. 5. Tự tạo duyên lành, làm nhiều việc tốt, năng tích đức hành thiện. Như vậy, với ý thức hành động của bản thân, chúng ta hoàn toàn có thể dùng đức năng thắng số, làm nghiệp thay đổi, nhẹ đi hay biến mất, từ đó có được sức khỏe tốt nhất cho mình. 6. Sức khỏe không chỉ đơn giản là thể chất, còn là tinh thần nữa. Sức khỏe con người được hòa hợp bởi nhiều yếu tố như thân thể và tinh thần, trong chính con người mình hay cá nhân và cộng đồng trong một môi trường sống. Các yếu tố này phải cân bằng, hòa hợp với nhau thì sức khỏe mới tốt. Giữ được tinh thần lạc quan, vui vẻ thì thân tâm cân bằng, cơ thể ít mắc bệnh. Cộng đồng cùng khỏe mạnh thì cá nhân cũng dễ khỏe mạnh hơn so với việc sống trong cộng đồng đầy dịch bệnh hay bất ổn về kinh tế xã hội. 7. Chính vì thế, khi mắc bệnh, muốn điều trị dứt điểm thì phải kết hợp điều trị cả thân và tâm, không chỉ đơn giản phụ thuộc vào thuốc men. Để trị bệnh ở thân thể, cần phải điều trị cả về tâm lý để tâm hồn an lạc, biết trân trọng sự sống. Như vậy thì chữa trị bằng thuốc men trên thân thể mới đạt hiệu quả cao nhất. 8. Hãy nhớ rằng, đời người là vòng luân hồi sinh lão, bệnh tử, bệnh tật là điều không ai có thể tránh được. Cuộc đời này chúng ta ai cũng sẽ phải trải qua những lần đau bệnh. Đừng chối bỏ, hãy thản nhiên chấp nhận. 9. Để giữ sức khỏe tâm thần, tốt nhất không gì bằng tĩnh tâm tu dưỡng, thực hành Phật Pháp, chớ nên để chấp niệm đeo bám, phải học cách buông bỏ, tùy duyên. Có thế thì hạnh phúc mới ở bên ta dài lâu. 10. Đời người còn sống là còn có hy vọng, còn có cơ may để thành công. Phật dạy rằng khỏe mạnh là giàu có, bình thản là an vui. Ở đời chẳng cần gì nhiều hơn, chớ tham sân si mà tự đầy mình vào địa ngục. Ngay cả Đức Phật cũng phải trải qua vòng tròn sinh lão bệnh tử ở đời. Vậy thì cớ sao chúng ta phải sợ hãi? Bệnh tật, sức khỏe không phải là thứ ông trời có thể cho mãi được, mà mỗi bản thân chúng ta cần phải cố gắng để giữ gìn, rèn luyện, để nâng cao sức khỏe. Hãy lắng nghe lời Phật dạy thấm nhuần tư tưởng của người, để cả thân và tâm đều được thanh thản và an lạc. Bình tâm đón nhận mọi thứ đến với mình, bình tâm tìm cách vượt qua, đời này coi như không sống hoài, sống phí. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung Con cưng của trời, sự thật cuộc đời, Giáp Thìn, sinh năm 1964, một đời tích đức, từ 61 tới 65 tuổi, được hưởng lộc trời, vận số xoay chiều, trúng mạnh phúc đức tiền quyển, phất lên giàu có ngoạn mục. Từ đội ngũ biên tập chương trình, trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận. Để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống.
tử vi con số may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.